chào tất cả các bạn, và ngày hôm nay Minh Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn tháo gỡ đề can Oracle 631 của Hoa Văn Đề Can. Chúng ta có thể gỡ trực tiếp bằng tay hoặc có thể dùng đến máy sấy để hỗ trợ đối với những cái đề can mà chúng ta đã sử dụng thời gian dài sau 3 năm. Vậy là Huỳnh Anh đã gửi xong đề can rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn vào video lần tới.